Đừng có lại mất tập trung hai cái người này nữa. Xin chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là tập thứ 3 của series Mặc. Oh my god, đã phải 3 tuần rồi mình mới cho ra tập tiếp theo của series Mặc. Hy vọng là mọi người vẫn chưa quên series này và mong là mọi người thông cảm cho mình, bởi vì là để ra được một tập trong series Mặc thì mình phải chuẩn bị khá là lâu, mất khá là nhiều thời gian. Như tập này mình phải chuẩn bị cả tháng trời thì mới làm xong. Anyway thì hôm nay chúng ta đã có mặt ở đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ đổi bối cảnh một chút, không còn ở nhà mình nữa. Hôm nay thì mình quay ở một studio của một người anh của mình để cho rộng rãi, thoáng hơn, bởi vì là video ngày hôm nay cần có một không gian khá là lớn. Như tiêu đề của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một thử thách, đấy chính là với 2 triệu mà mua cả một tủ đồ. Mình đùa đấy thôi, cả một tủ đồ thực chất là chỉ có 4 món đồ thôi. Tuy nhiên là 4 món đồ này là 4 món đồ mà mình đã lựa chọn khá là kỹ trong tủ đồ của mình, thuộc dòng những cái món đồ mà mình mặc đi mặc lại rất là nhiều lần và phối được với rất là nhiều quần áo, có thể đi được nhiều dịp. 4 món đồ này thì mình đã mặc rất là nhiều trên Instagram và các bạn có thể thấy được hình ảnh. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ lựa ra 3 outfit mà mình ưng nhất, 3 outfit tiêu biểu cho từng thời điểm mà mình có thể mặc cái sản phẩm này, như là đi học đi làm này, hoặc là đi cà phê với bạn bè, những buổi date cơ bản, có thể là đi những cái buổi tiệc lớn, những đêm party nhộn nhịp. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Và mở đầu cho video ngày hôm nay là một item mà mình đã mặc khá là nhiều rồi, một chiếc quần suông đen. Chiếc quần này thì có chất liệu làm từ len tăm và cái form quần rất là đẹp. Chiếc quần này thì có giá là 335.000 thì phải. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là mình sẽ phối chiếc quần này như thế nào nhé. Outfit đầu tiên của ngày hôm nay là một outfit mà bạn có thể mặc để đi học hoặc là đi làm. Mình sẽ mặc quần ống suông với áo sơ mi trắng và sneaker trắng cùng màu. Để cho outfit không bị quá cứng nhắc và nhàm chán thì mình đã sơ vin một chút vạt áo trước và để cổ áo trễ ra sau. Bộ thứ hai sẽ là một bộ đồ mà chúng ta có thể mặc đi chơi với bạn bè, đi cà phê hoặc là hẹn hò đơn giản. Sweatshirt from O sẽ là một lựa chọn tốt để trông bạn có phần trẻ trung và trendy hơn. Thêm một chút phụ kiện như kính mắt, hoa tai và túi kẹp nách thì trông đúng chuẩn mấy outfit trên Pinterest luôn. Vậy khi cần một phong cách trưởng thành hơn thì sao? Chúng ta sẽ đi với một đôi sục cao gót mũi dài và một chiếc áo gilet len. Chất liệu len trên áo sẽ có phần khớp với chất liệu của quần, tạo ra cảm giác người mặc rất biết chơi chất liệu. Outfit này sẽ khiến bạn trông vừa có phần trẻ trung mà cũng không kém phần sang trọng nữa. Tiếp theo là một chiếc hoodie trắng. Chiếc hoodie này thì có giá là 500.000. Chiếc hoodie này thì chất liệu cũng không quá là dày, cũng rất là mỏng. Chúng ta có thể mặc được mùa thu, hoặc là mặc được mùa đông, hoặc là mặc vào những buổi tối thì cũng rất là ok. Chính vì thế mình đã mạnh dạn cho item này vào trong video ngày hôm nay. Với chiếc hoodie này thì mình sẽ đổi phong cách đi học một chút. Jean xanh trơn sẽ khiến bạn trông khá là casual nên mình sẽ chọn một chiếc jean rách ở đầu gối, kết hợp cùng với một đôi sneaker có vai sport một chút. Trông sẽ có phần hơi ngổ ngáo nhưng xinh mà đúng không? Lần này để đi chơi thì mình sẽ chọn style giấu quần. Vẫn là đôi sneaker ấy nhưng mình sẽ đi cùng một đôi tất cổ cao. Nhằm khiến cho outfit có phần bớt đơn điệu hơn thì mình sẽ sử dụng một chiếc áo sweatshirt màu xanh để buộc ở cổ. Kiểu buộc áo này thì lấy cảm hứng từ nhân vật thủy thủ mặt trăng, cũng có từ rất là lâu rồi ý. Nhưng mà năm nay thì mình mới thấy mọi người sử dụng và mặc trở lại. Bạn nên chọn những chiếc áo buộc có màu sắc tương phản hoặc màu sắc sặc sỡ để trông nổi bật hơn. Style này thì rất là đa dạng kiểu buộc áo luôn. Bạn có thể bắt hai tay áo ở hai bên hoặc buộc chúng lại, và bạn cũng có thể buộc chéo qua một bên cánh tay của bạn nữa. Outfit đi tiệc hôm nay sẽ là một đêm party linh đình. Vẫn style giấu quần nhưng để có phần cháy hơn thì hãy đi cùng một đôi boots cổ cao. Đôi boots mà mình sử dụng là đôi boots hot dần dần năm nay luôn, boots ống lật. Nên cho dù là sự kết hợp kinh điển nhưng trông không hề nhàm chán.
Item thứ ba của ngày hôm nay là một chiếc áo phông trắng. Chiếc áo phông trắng dạng như thế này thì mọi người có thể mua ở bất cứ đâu. Nó sẽ có giá khoảng từ 300 cho đến 400. Thì hình như là chiếc áo này mình mua có giá là 500.000 thì phải. Chiếc áo phông trắng này thì form khá là ok. Mình rất là thích cái form áo kiểu này và nó sẽ mặc được với nhiều dịp hơn. Vì không phải là áo oversize hay là freestyle nên mình sẽ chọn một chiếc quần jean ống suông trơn đi cùng đôi Air Force One cho outfit đi học hôm nay. Với dạng áo như thế này thì mình thấy đẹp nhất là nên sơ vin vào, vì form áo đẹp nên cho dù mặc một chiếc quần đơn giản cũng rất là xinh luôn. Outfit đi chơi lần này trông sẽ khá là thư sinh, thích hợp cho những buổi cà phê hay đi xem triển lãm. Mình phối cùng một chiếc quần short trắng và vắt một chiếc áo len ở cổ. Mình chọn màu đen thay vì màu xanh, mọi người có thấy cho ra cái vai khác hẳn không? Không thể thiếu một đôi tất trắng nha. Với mình thì quần đã ngắn thì tất cao sẽ khiến cho outfit của bạn trông hài hòa hơn. Để trưởng thành hơn thì mình vẫn sẽ phối cùng một đôi sục mũi dài nha. Đôi sục này sẽ khiến cho outfit của bạn trông có phần sang trọng hơn. Đi cùng là một chiếc quần xàm ống rộng. Nếu muốn thanh lịch thì bạn có thể búi tóc lên và đeo thêm một chiếc phụ kiện. Còn nếu muốn trông trẻ trung hơn thì hãy xõa tóc như mình nha. Và item cuối cùng của ngày hôm nay là một chiếc blazer đen. Mình đã phân vân rất là nhiều bởi vì là mình quyết định là mình sẽ làm một chiếc blazer nhưng mình không biết là nên chọn màu nào. Màu đen, màu trắng, màu be, rồi màu hồng, màu xanh các thứ. Mình có khá là nhiều blazer nhưng cuối cùng mình đã chọn một chiếc blazer đen. Mình thấy blazer đen là dễ phối nhất, có thể đi được nhiều dịp. Một chiếc blazer thường đem lại cho ta cảm giác có phần trưởng thành và sang trọng, đặc biệt là blazer đen. Nên là để hòa mình với các bạn đồng trang lứa khi đi học thì mình đã chọn một chiếc hoodie trắng để cân bằng lại outfit này. Men's square sẽ là phong cách chính của bộ đồ ngày hôm nay. Chính vì thế mình sẽ đi cùng với một chiếc quần ống suông màu đen và một đôi sneaker màu trắng. Outfit đi chơi phối với blazer thì sẽ có tí tỉ cách phối luôn. Nhưng hôm nay thì mình sẽ chọn một bộ đồ trông khá là trẻ trung. Tiếp tục với phong cách men's square thì mình chọn chiếc quần jean rách ống rộng kết hợp cùng áo crop top. Không quên đi kèm là một chiếc mũ lưỡi chai, một sự kết hợp giữa sporty và formal khá là đáng để thử đấy. Và outfit cuối cùng của ngày hôm nay sẽ cùng bạn đốt cháy tất cả các bữa tiệc. Sơ mi lụa dài có phần catchy cùng chiếc quần vải mặc bên trong. Nếu đôi boots cao khiến bạn có phần trông quá sexy và trưởng thành thì chiếc túi đeo chéo sẽ kéo bạn lại và outfit của bạn trông sẽ dễ gần và trẻ trung hơn. Ta-da, và có lẽ mặc ba của chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Video thì đều dựa trên ý kiến và phong cách cá nhân của mình nên là chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. Mình rất mong có thể nhận được nhiều ý kiến đóng góp của mọi người để kênh YouTube của mình ngày một hoàn thiện hơn. Anyway thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ like, subscribe để ủng hộ mình nhé.